Hello mọi người em toàn xin chào tất cả mọi người nhé mọi người ơi, hôm nay em toàn lại có một sản phẩm mới lên video cùng mọi người đây mọi người hôm nay là em toàn có một em trầm của Kutani men men sành nhé mọi người nhé em trầm này cao khoảng 45 mọi người ạ chiều cao 45 mọi người đây mọi người chiều cao như này em đo này thì chiều cao khoảng 45 45, 46 rồi đấy à, Chiều cao 45, 46 Em xin em đo cái vòng bụng của nó Cái trước này vòng bụng nó khá là to đấy mọi người à, vòng bụng của em chồng này là vòng bụng của nó là 100 nhé mọi người nhé vòng bụng rất là to luôn còn bộ 100. Họa tiết là có vẽ hoa mẫu đơn đây mọi người đây. Toàn bộ cái bức này là vẽ hoa mẫu đơn này và có mấy con bướm nữa mọi người. Đây này những chỗ này là đây là con bướm nha mọi người nhá. Đây một con bướm, hai con bướm. Đây, ở bức này thì có một con hạc, con hạc tam trô nó hạc thì nó vẽ ở ở viền xung quanh đây là vẽ vàng này mọi người đây. Đó, có con hạc ở ở giữa. Cái bình này thì là vẽ vàng rất là nhiều luôn mọi người nhé Ở bên này cũng thế Bên này là cũng là hoa mẫu đơn mọi người ạ Đấy, Rất là đẹp luôn Đây em cho các bác xem đây Đây là cái cái nắp của nó đây Đấy mọi người thấy chưa Vẽ vàng rất là nhiều luôn Tình trạng là lành tít nhé mọi người nhé Đấy bên trên này có lân này Rất là đẹp luôn các bác ạ. Đấy, nó có, có những cái vết uh, vết bẩn uh, theo thời gian ấy em về em vẫn cứ chưa có cọ rửa một tí nào cả nên là màu mè này nó còn hơi xấu một chút nếu mà các bác nào mà mua ưng ý mà mua về thì các bác vệ sinh giúp em đây mọi người Đấy. cái chỗ này nhá mọi người nhá đây là chỗ này là vết bẩn nhất không phải là nứt điếc gì nhá đây Đấy. nếu mà nứt uh, tiếng nó khác ngay cái này là khá là sâu tuổi rồi trên 100 năm tuổi rồi đây những cái chỗ này các bạn vẽ nổi khối hết lên này Đấy, em chỉ biết em quay qua một chút nữa để cho các bác xem Đấy, đây là con lân Đấy, lân uh, vẽ vàng như uh, mọi người nhé rất là ok luôn con lần này như không không bị chảy xước một tí nào luôn các bác ạ đấy, đây là lần em xin phép em đặt xuống đây em cho các bác xem này đây này à, viền này là vẽ vàng này nổi khối hết lên này mọi người này những chấm bi này là nổi hết lên nhé mọi người nhé mình này nó to cái chầm này em thấy nó khá là to đấy nó ở hai bên quai này là đây các bác xem đây là cái gì đây là mắt đây, đây là con voi hay con gì <laughs> ở đây các bác các bác nhìn hội em xem đây là con gì à, nó có cái sừng trên này này Đấy. rất là đẹp luôn vẽ vàng đây họa tiết vẽ hoa mẫu đơn đây vẽ hoa mẫu đơn nổi khối lên rất là đẹp xung quanh viền ngoài là vẽ vàng đây mọi người đấy, rất là ok luôn đây nữa các bác đấy vẽ hạt này nền à, nền vẽ vàng và có ở giữa là có một chú hạt ở cái qua này nó có hơi hơi bị, bị vết chảy đây mọi người vết chảy và một vết bẩn đây nhé mọi người nhé <laughs> phía bên này thì người không có vấn đề gì cả à? chỉ có vết bẩn thôi Đấy. chầm này em thấy là khá là ok chỗ này cũng thế chỗ này là cái vết kiểu dán bằng dính hay cái gì đó em về thì thực ra nói thật các bác là em cũng không, không vệ sinh chứ gì đâu đây có một con bướm này mọi người này Đấy. một con bướm đây đây cũng là một con bướm họa tiết vẽ hoa mẫu đơn À, em quay xa các bác xem hoa một đơn đây à, toàn bộ khung cảnh chuyện ba chân nhé mọi người nhá vững như kiềng ba chân đấy cutani men dạng rất là ok luôn ba chân vẽ đỏ màu đỏ đặc trưng của dòng gốm cutani màu đỏ vã trầu rất là đẹp luôn ở bên trong em quay các bác bên trong Bên trong sạch tưng luôn Ở trên miệng Trên miệng này cũng vẽ vàng mọi người nhé Đây này Thế này em thấy là khá là ok đấy các bác Nên là các bác nào mà Xem trên video này mà ưng ý Thì các bác cứ liên hệ với em Toàn Qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 à, Các bác đặt hàng của em đặt hàng khách quen thì em không nói nhưng mà khách mới thì các bác đặt hàng của em thì các bác đặt cọc cho em một chút đỉnh để sau đó là em sẽ ship hàng về nhà các bác em bao bẻ vỡ hàng về mà có lỡ vấn đề gì thì em sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm nên là các bác cứ yên tâm hàng là các bác hàng siêu tâm hàng hàng để trưng bày nên là em hàng em có vấn đề gì thì em sẽ báo các bác đầy đủ chứ em không giấu nên là hàng thật là thật hàng giả là giả nhưng mà em thì nói không với hàng giả nói không với hàng kém chất lượng nên là các bác mua hàng của em thì các bác cứ yên tâm nhưng mà trong trong khi em bán hàng mà có những cái điều gì mà nó sơ xuất ở trong cái hàng thì rất mong là các bác quý anh chị thông cảm cho em Đấy. Vậy em xin phép là em quay lại một lượt nữa mà các bác nào mà ai mà ưng ý cái chiếc trầm men xanh này của em cứ ta đi thì các bác cứ liên hệ với em em xin phép mà nhắc lại chiều cao kích thước của bình của chiếc trầm này ở đây nó có ba có bốn lỗ như cái này là chiếc thập của sa chi ma này mọi người đấy, cái này thì là nó nó rất là sâu đời rồi nó cùng cùng thời với sa chi ma luôn đấy các mọi người rất là sâu đời rồi Uh, chiều cao của uh, chiếc trầm này là cao 45 khoảng 45 nhé mọi người nhé bằng bụng của nó 100 Đấy, các bác nào mà muốn uh, ưng và muốn sở hữu cái sản phẩm này thì các bác cứ liên hệ với em toàn qua số điện thoại Zalo 0962 949 668 Mấy em toàn uh, xin phép là em toàn kết thúc video ở đây đây mọi người nếu mà mọi người mà ưng ý thì mọi người cứ liên hệ với em nhé Thôi một lần nữa thì À, em toàn chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã và đang xem video của em toàn em, em toàn xin chào mọi người